khóc luôn cô chú. Hoàn cảnh nhà này rất là đáng thương cô chú. Thật sự mạnh nãy giờ bạn cũng khóc quá trời luôn cô chú. Nhà thì nghèo lắm. Bây giờ thì anh em mắt lên ngày hôm nay thì lúc 9:25 ngày 29/6 bây giờ là những giờ đi qua cứ linh cụ anh về đây thì vậy trước tiên anh em đội tay tán đại học quân kỳ chúng em trên dưới xin chia buồn cùng các trụ hiện đó là nấu những bậc bác rằng sợ tại ở xa được biết theo lệ 28 người qua có em chia làm 4 cái lệ. Lệ thứ nhất là lệ chuyển dân. Lễ thứ nhì là lễ đến thú hoàng triều tà ma sắc quyển. Lễ thứ ba là lễ bái quan. Và lễ cuối cùng là lễ độc quan. Thì theo lễ chúng ta ngồi cố để bắt cầu trước chúng ta chịu dạ dạ. Con cháu thêm đưa tay đi phòng phía sau quan tài. Mọi người ta bỏ cái hương để nó mô di đà Phật cho hồn anh được nhẹ nhàng về nơi đi tiên cận. Vì thời mà tôi có đây đưa sách anh của chúng tôi về nơi yên nghỉ thì em cháu có được lời tiền tiền ba thước nhìn chỗ anh tuy nghỉ khỏi nơi chậm để tự giảm đi sầu nẻo nhiên chưa thắt lệ cho chàng nguồn nóng thái quanh chúng tôi không còn được bao tôi nhớ tháng ngày những lễ ngậm ngược thấy chú đời biệt sinh ly nguyện cầu thương hồn quan được kịch dạng tây thương giờ có cứu tên xin tái chuyện. Vậy thì cháu sẽ thông qua tổng thể gia đình đăng quý là đồng quý con em có làm đời đồng quan đưa linh của anh về đây nghỉ cuối cùng có chắc thổi những điều thiếu sót mong các bác tiên của tổng thể đăng ký hữu huyến những tình hoa thứ bỏ qua cho. Trước khi làm lễ động quan, đội mai táng có một phút mật niệm. Một phút mật niệm bắt đầu. Ông bốn một kiếp người khép lại. Chúng ta cùng cúi đầu đưa tiễn thương linh. Mời thưởng và sao cũng xin phép được làm lễ động quan tiễn biệt anh bạn đồng đội về nơi yên nghỉ không sao thoát khỏi những điều thiếu sót xin quý cô bác anh chị được phép bắt đầu. Nhất giả lừng vũ là thế ngạo du sơn hải mồ
tài là người có tiếng chất bồn đàn. Có chuyện gì kích cổ đáng dân, ta sẽ ghé lại để xem qua cho. Đã quá chân, đã quá chân, có một nam nhân vừa thoát tục, linh ràng một thiết là có tại gia. Thấy việc nghĩa lần này bao nợ, nếu bỏ đi thì giả nọ sao đặt. Thôi được rồi nam nhân ơi, tu nhất kiếp ngộ nhất thời, trên có ngọc hoàng sắc chỉ, dưới có thái thượng chân diền, tức trưởng thần vật bao thầy diền, buộc thái thượng giáng lai sắc chỉ, sắc có công đức trọng quỷ thần kinh, lời quy thiên tương nhất chủ chân càng thêm. Quan nói giờ đến giờ cũng dẫn giống về tiên cảnh, giúp cho tàn gia ba ba thức nội ngoại miễn dương. Đây nè, đau chứ được, trời ơi, đặt người ta ấy cái đầu đâu ta hết. Giảng sanh huyết định chân không? Nam mô A Di Đà Ba Gia, A Pha Gia Đa Gia Đa Di Gia Tha, A Di Đi Đô Ba Tê A Di Đi Đa Tam Ba Tê A Di Đi Đa Di Ca Lăng Đê A Di Đi Đa Di Ca Lăng Đa. Ya na chi ra ca lê ta ba na đâu lên bơ ai đó tiếp nhật lương thật để mai năm đời sẽ chưa lại đâu lương thật sẽ chẳng thấy mặt như rời lại đâu. Yeah.